Kính thưa quý vị, như chúng tôi vừa thưa, Black Lives Matter right now, tức là những cái người mà theo chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản, họ muốn thay đổi lịch sử nước Mỹ. Mới đây tại một số tiểu bang, các vị dân cử họ đã định đưa ra một cái tu chính án để mà thay đổi cái ngày độc lập của Hoa Kỳ. Từ lâu nay chúng ta đều biết rằng nước Mỹ độc lập từ ngày 4 tháng 7 năm 1776. Nhưng mà cái bọn gọi là bọn Black Lives Matter và cái bọn Antifa là cái bọn chống đối nước Mỹ này, nó đi theo cộng sản, nó là muốn viết là lịch sử. Nó bảo no, nước Mỹ không phải độc lập ngày 4 tháng 7 1776, mà độc lập phải nó là đến ngày 1619, 28 tháng 4, là cái ngày đầu tiên có một tên da đen được đeo làm nô lệ ở Hoa Kỳ. Quý vị nghe có được không? Lịch sử nước Mỹ này, cái bọn cộng sản bây giờ nó bảo rằng do da đen làm nên lịch sử. Đó là một chuyện ngớ ngẩn, một chuyện ngông cuồng, một chuyện điên rồ không bao giờ có. Tây nó gọi là jamais la vie. Mỹ nó bảo rằng never happen. Bởi vì để cho cái bọn da đen này nó chỉ làm loạn nước Mỹ thôi. Tôi không phải là binh vực da trắng. Nếu da đen mà thành công, cả một cái châu Phi da đen, hàng trăm triệu người, quý vị thấy họ làm được cái gì? Bao nhiêu quốc gia của châu Phi, Đông Phi, Tây Phi, Bắc Phi, Nam Phi, Trung Phi, giờ này vẫn chỉ là một lũ ăn hại. Tôi không kỳ thị, tôi không bêu dếu. Nhưng cái đau khổ nhất của nước châu Phi bây giờ là bị thằng tàu Tập Cận Bình, nó đưa đô la ra, nó mua chuộc những cái thằng độc tài như thằng Zimbabwe, rồi những thằng Congo, rồi những thằng Somali, Yemen, đánh nhau lộn tung phèo, trở thành nội chiến. Đấy là hoàn toàn da đen hết đó, không có da trắng. Nhưng mà cái quốc gia châu Phi mà có da trắng làm việc, đó là quốc gia Nam Phi, South Africa. Nó là con cháu của dân Anh quốc thì nó lại giàu có, nó cả bom nguyên tử vì nó là da trắng. Còn tất cả các quốc gia da đen, do người da đen làm chủ, do người da đen làm tổng thống, do người da đen làm lãnh đạo, thì giờ này vẫn là những quốc gia nghèo đói và bị làm đầy tớ cho thằng tàu, cho nên chém giết nhau vô số kể. Hoa Kỳ cũng thế. Nếu bây giờ quốc gia của Hoa Kỳ giao hết cho người da đen, trong vòng 3 tuần lễ chúng ta giết nhau như ngoé. Tôi đưa bằng chứng. Chicago suốt cả hàng trăm năm nay, thôi mình cứ nói trở lại vào khoảng độ 3 năm trở lại đây thôi, không bao giờ mà da đen không đánh nhau, không giết nhau ở Chicago. Tuần nào cũng có 50-60 vụ giết nhau và bắn nhau, da đen với da đen. Thì thử hỏi Black Lives Matter vì có ăn tiền của thằng Tập Cận Bình, bây giờ nó giao lên cho nước Mỹ, nên nó còn làm loạn. Không có một nơi nào da đen tự trị mà trở thành êm đấm. Quý vị nhớ cái vụ Seattle chứ, nó tổ chức gọi là cháp là chép gì đó, chưa đầy 3 tuần lễ, xảy ra hiếp dâm, xảy ra giết người, xảy ra cướp của, xảy ra phản đối ngay bà thị trưởng của vùng Seattle. Đến nó bà ta sợ quá, bà ta phải dùng cảnh sát trở lại dẹp, không còn giống nó chiếm đóng nữa, hết khu tự trị. Rồi đến bây giờ Portland, Oregon, trên 100 ngày đêm tụi da đen làm chủ, làm loạn. Giờ này thị trưởng của Portland là anh Ted Wheeler, là một tên da trắng, là một tên triệu phú, cũng bị tụi da đen để tới biểu tình và đòi cướp nhà. Thị trưởng phải bỏ nhà ra đi về vùng biển. Thì quý vị nói da đen có làm được việc không? Tôi đã nói nhiều lần, tôi nhắc lại, tôi không sợ mất lòng. Da trắng muôn đời là đàn anh. Nó vừa văn minh, nó vừa giỏi, mà nó vừa có lòng nhân. Cả thế giới bây giờ cầm tiền của người da trắng hết, đúng không? Do Thái. Thế giới này không có một dân tộc nào mà qua mặt được Do Thái. Giải Nobel về vật lý và hóa học 100 giải thì Do Thái chiếm hết 70 giải rồi. Hoa Kỳ gốc cũng Do Thái, chiếm rất nhiều giải Nobel. Còn nếu bây giờ thế giới mà giao cho da vàng, giao cho da đen, chỉ làm loạn. Nhất là anh Tàu Tập Cận Bình, nếu giao cho Tập Cận Bình và lãnh đạo đất thế giới, là chỉ có 2 vấn đề: gái và đô la.
những tên nào có quyền thế nó đưa gái đến. Quý vị thường nói rằng là tôi hay nói cái chuyện gái với chuyện đô la đúng, là vì cái xã hội này làm cái xã hội tội lỗi, nhất là do ông Tập Cận Bình. Nó bảo rằng là mọi việc trên thế gian này có thể mua được bằng tiền, và nếu không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng thật nhiều tiền. Quý vị thấy chưa? Nó có nói rằng mọi việc trên thế gian này mua được bằng trí óc đâu. No. Chủ trương của Cộng sản là gái và đô la. Tôi nhắc lại câu đó. Bởi vậy cho nên đất nước nào theo Cộng sản tan nát. Việt Nam bây giờ cũng thế. 10 thằng hết cả 11 thằng có vợ lớn vợ bé, đúng không? Ngay cả con Nguyễn Thị Kim Ngân cũng lại có cấp dí. Chúng ta không thể nào bỏ những cái việc đó được, là vì cái xã hội nó tạo nên bằng vật chất. Quý vị nhớ con bé ca sĩ của Mỹ Madonna, nó có một cái album nổi tiếng nhất, Material Girl, cô gái vật chất, cô gái sống bằng tiền. Mà nói đến gái đàn bà mà chỉ sống bằng tiền rồi chỉ có cái làm cái nghề bán của trời cho thôi. Người đàn bà, người con gái mà sống bằng vật chất là chỉ có chừng đó. Đấy, cái mà Kamala Harris của Đảng Dân Chủ bây giờ, bà ta đã từng bị cái ông Willie Brown, quý vị nhớ chứ, Chủ tịch Quốc hội tiểu bang California năm ngoái, 2019, khi mà nghe tin bà Kamala Harris sẽ ra tranh cử tổng thống, ông bảo cái con này không được. Con này mà nó thấy đàn ông mà có quyền thế mà có tài là nó lôi lên giường. Bằng chứng tôi, nó đã từng lôi tôi lên giường với nó 20 năm rồi. Con bé này đâu có nói, đâu có dám đính chính đâu. Thế thì tôi hỏi quý vị một câu rằng cái xã hội vật chất, xã hội kim tiền, xã hội tội lỗi của Đảng Dân Chủ có xứng đáng để cho chúng ta bầu không? Đó là chưa nói Joe Biden, một cái tên đầy tội lỗi. Quý vị nghe tôi nhắc cái bản tin ngày hôm qua chứ. Joe Biden hồi còn đi học là đi đạo văn, đi ăn cắp văn của người khác để mà làm cái bài thi ra trường đánh dấu, sau phải học lại. Bài luận văn của ông ta 15 trang, ông ta ăn cắp 5 trang của người khác và ông ta bị bắt gặp. Và ông ta nói, ồ tôi đâu có ngờ là có lệnh khó khăn như vậy. Xong 35 năm làm thượng nghị sĩ, thật ra là 39 năm làm thượng nghị sĩ, ông ta không có một cái văn bản, cái luật lệ nào để nâng cấp cho đời sống họ kỳ. Ngoại trừ có một cái là ông ta theo Cộng sản, ông ta ghét Việt Nam Cộng Hòa. Ông ta cấm người Việt Nam, Mỹ đem người Việt Nam đến Hoa Kỳ. Và bây giờ cái tụi Cộng sản nằm vùng nó đang làm những cái bài văn, nó bảo Donald Trump là một người không có chống Việt Nam Cộng Hòa. Tụi nó ngu, cho chúng ta gọi là cán ngố, gọi nó ngu thì tội nghiệp. Thật ra chúng nó có biết gì đâu. Con chó toàn chăn trâu chăn bò, cho nên có học đến tiến sĩ cũng là sọt rác. Tại sao tôi nói câu đó? Là vì quý vị vào trong văn khố của thư viện Tổng thống Gerald Ford ở tiểu bang Michigan, quý vị bấm vào cái cuộc meeting đặc biệt ngày 14 tháng 4 năm 1975 giữa Tổng thống Gerald Ford, Ngoại trưởng Kissinger và Joe Biden. Lúc bây giờ y là Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao của Thượng viện. Sẽ thấy lời nói của Joe Biden không muốn đem người Việt Nam vào Hoa Kỳ. Ông ta nói một câu rằng đối với người Mỹ tôi có thể cấp bất cứ ngân khoản nào đưa họ ra khỏi Việt Nam, nhưng đối với người Việt Nam Cộng Hòa, lúc bây giờ ông Tổng thống Ford ông đó bao nhiêu ngân quỹ để đem 1 triệu người Việt Nam ra khỏi quốc gia Việt Nam đến Hoa Kỳ. Vì Tổng thống nói một câu rằng là những người làm việc mà liên quan đến với chính phủ Mỹ để mà sát cánh bên họ tiêu diệt Cộng sản, bảo vệ tự do vào khoảng 1 triệu người, trong đó có vào khoảng độ 100.000 người làm việc cho các cơ sở Mỹ, cho Bộ Ngoại giao, cho các phái đoàn quân sự, cho các đoàn cố vấn, còn là quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và gia đình vào khoảng 1 triệu người. Thượng viện không có chuẩn chi, không có phê chuẩn, cho nên cái việc đó không thành công. Cuối cùng Tổng thống Gerald Ford phải du di những ngân khoản khác, những ngân khoản khác để mà đem 170.000 người Việt Nam đến Hoa Kỳ. Tổng thống Gerald Ford là Đảng Cộng Hòa, Joe Biden Dân Chủ. Để quý vị thấy những cái tên cán ngố nào mà còn mơ màng nói rằng Joe Biden nó thương người Việt Nam quốc gia thì hãy mở mắt ra
và bấm vào computer buổi meeting của ông Gerald Ford thì nó sẽ sáng mắt, có vậy thôi. Rồi cái bài viết tiếp của ông Nguyễn Đình Khương nói về vấn đề tranh đấu bầu cử của Tổng thống Donald Ford, Donald Trump với lại cái tụi Capac. Ông viết tiếp: ngày 4 tháng 7 2020 là ngày Quốc khánh Mỹ. Những người biểu tình ủng hộ người da đen đang sống đốt quốc Hoa Kỳ, đốt quốc kỳ Hoa Kỳ tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Ngày 1 tháng 8 năm 2020, những người biểu tình tại Portland, tiểu bang Oregon đốt quốc kỳ Mỹ và kinh thánh. Quý vị thấy chưa? Hai cái điều linh thiêng của Hoa Kỳ. Quý vị biết trên thế giới này không có một ông tổng thống nào mà làm lễ nhận chức mà tay phải đặt trên kinh thánh, chỉ có Hoa Kỳ. Bởi vì sao? Hoa Kỳ là nền tảng đặt trên niềm tin vào Thiên Chúa. Cho nên một ông tổng thống lên chấp chính cũng phải tuyên thệ trung thành với Thiên Chúa và Tổ quốc Mỹ. Và bọn cộng sản nó đốt lá quốc kỳ và nó đốt kinh thánh. Nhân vật chính trị phe cánh tả tại Mỹ không những phớt lờ việc này mà còn ủng hộ và ngăn cản nỗ lực khôi phục trật tự của Tổng thống Donald Trump. Cương lĩnh tranh cử của họ là muốn thay đổi nước Mỹ từ căn bản, tư bản sang xã hội chủ nghĩa hay là cộng sản. Từ việc chủ nghĩa cộng sản xâm nhập sâu vào nước Mỹ và sự xuất hiện toàn diện trong lần này mà xét, thì cuộc bầu cử năm nay của nước Mỹ bề ngoài là cuộc tranh cử giữa ông Trump và ông Biden, nhưng thực chất là cuộc tranh đấu tranh cử giữa ông Trump và chủ nghĩa cộng sản Karl Marx. Chủ nghĩa Karl Marx đã bị ruồng bỏ và nhân loại quay trở lại con đường chân chính từ lâu. Quý vị thấy không? Đây là một cái bài viết tuyệt vời mà tôi thấy rằng chúng ta không cần phải nhận xét nhiều, biết rằng Thiên Chúa bao giờ cũng thắng loài quỷ Satan. Kính thưa quý vị, là một lần nữa chúng tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 3 sau khi gửi đến quý vị một vài cơ sở thương mại, nhất là bác sĩ Trọng Võ. Xin cảm ơn quý vị.